Điểm quan X1 Gen 9 khách hàng đặt từ bên Mỹ chuyển về bên bạn như này, hình ảnh thành quen thôi, cứ khui thôi, bạn cứ khui đi không ít mình xử lý thôi. Và tính chất công việc anh em không có nhiều thời gian, anh em chỉ tranh thủ là quay quá trình khui thùng với tổng quan sản phẩm bên trong. Còn em X1 Gen 9 và Gen 10 anh em có một cái video làm chi tiết rồi, mình ghi lại quá trình trả hàng luôn. Hàng mới nó như này, tại sao mà ThinkPad Mỹ giá nó đắt hơn, chờ cũng phải lâu hơn mà anh em vẫn kiên nhẫn đợi thì cái giá trị của nó là được cái sản phẩm chất lượng nhất. Bạn cứ bóc ra thôi. Còn ThinkPad ở trong nước cũng có bán, nhưng mà những em sành ThinkPad thì thường là sẽ đặt ở bên Mỹ chuyển về tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Còn sơ lược về cái X1 Gen 9 này thì mình nói lại điểm chính thôi. So với mới nhất bây giờ là X1 Gen 10 thì là về ngoại hình thì căn bản nó như nhau, chả khác gì cả. Gen 10 thì lên được con chip thế hệ mới hơn. Như cấu hình anh khách đặt đây cũng là mắc cấu hình tại thời điểm ra rồi, i7 RAM 16GB, ổ cứng SSD 512, màn hình nó là cái này, độ được trang bị độ sáng là 400 nit, tổng quan. Rồi anh em sẽ tiến hành bung in và xử lý công đoạn tiếp theo cho anh khách. Ăn cho bút cao cấp nhất hành tinh, ThinkPad X1 Carbon. Máy nhập bên Mỹ về được trang bị sẵn cái Windows bản quyền rồi, mình cần gì thì mình sẽ cài thêm. Chủ yếu anh em sẽ cài thêm cái bộ Office và những cái ứng dụng văn bản. Sau đó cần gì thì anh hỗ trợ qua interview thôi, hoặc anh khách hàng để xử lý. Anh có hỏi là cái hàng brand new, cái hàng outlet nó khác nhau chỗ nào thì mình cập nhật ngắn gọn vào đây luôn, tại vì cái máy mới là cái chuẩn cao nhất. Còn hàng outlet là hàng có thể là qua sửa chữa tân trang, hoặc hàng lỗi trả bảo hành, hoặc hàng thuê dự án của hãng thì giá bây giờ cũng rẻ hơn tầm 30 đến 40%. Bên mình có những video đấy rồi, anh em quan tâm cái sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp, thì lúc đấy mình chia sẻ nó gọn về thông tin hơn. Còn như anh đề đặt là con xịn sò mới 100%, niêm phong nó như này, niêm phong ngoài bên trong tổng quan. Qua X1 Gen 9. $40 triệu rồi em. Em có dùng không? Nếu thích như thế này, túi thì tiện hơn nhỉ, ba lô.